Chiều nay, Công đoàn ngành xây dựng tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, Công đoàn ngành xây dựng Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đơn vị chuyên môn đồng cấp, sáng tạo, linh hoạt trong công tác tuyên truyền vận động, chăm lo đời sống cho người lao động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tạo đột phá trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Bước sang năm 2024, đơn vị sẽ tiếp tục tham gia xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của người lao động, phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình Tết xung vầy, tháng công nhân, chất lượng bữa ăn ca, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành xây dựng đề ra.